nó đánh nó không hề đơn giản tí nào. Bây giờ là chiều tối rồi, tiếp tục những cái một em súp bên đường, tiếp một em khách ở bên Việt Yên Bắc Giang. Eon 618S, phân khúc tầm giá và tiếng súp rất là hay. Thiết kế thì nó hầm hố, nhìn cực kỳ to luôn. Vừa rồi Khang Minh về cùng với Eon 518. Đây, hai quả đẹp, rất là đẹp. Cái âm lượng hiện tại đang mở chỉ khoảng tầm tí xíu thôi, 9-10 giờ thôi. Nhích lên âm lượng ở đây đang mở maximum. Xung quanh đây rung hết. Cái model Eon súp liền công suất 618S này với lại 518S này thì là một trong những cái phân khúc tầm giá tiếng súp nói chung là hay vượt tầm tiền. So sánh với những cái tầm tiền mà mọi người đầu tư, ví dụ như là Paradigm, bây giờ toàn những 1.200, V3, V4, V2 toàn hai mấy triệu thôi. Nhưng mà những cái model súp này trên dưới 20 triệu, tiếng súp uy lực mạnh mẽ hơn, bởi vì đó là dòng Pro, dòng chuyên nghiệp. Em khách ngại không quay mặt, cho nên là Khang Minh quay tránh mặt khách hàng. Ô, xe thì méo thùng. Trọng ơi, dạ. Xe méo thùng à? Dạ. Xe méo thùng à? À, hôm kia em chở cái tủ lạnh nó bị vào ngõ hay là nó bị chật, nó méo. Nhìn thấy đâm vẹo thùng à? Về nhá. Bắt tay em phát. Ok anh. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta nhá.